Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế Giới Khủng Long. Hôm nay đó, theo mình đang đi thì mình thấy được những cái dấu vết của lông khủng long nè, các bạn thấy không? Đây, mình thấy không? Đây, những cái chùm lông khủng long nè. Wow, nè, thấy không? Nè, đây. Mình đi, mình thám hiểm các bạn. Mình thấy được rất là nhiều luôn nên mình đang lòng tới được một cái bãi tập kết khủng long các bạn ơi, các bạn thấy không? Wow, đang 3-4 con khủng long đang đứng để mà nó chiến đấu nha các bạn. Mình sẽ kiểm tra từng con của nó đang làm gì nha. Trước tiên là một con khủng long, các bạn thấy không? Đây một con trúng khủng long ăn cỏ nha các bạn. Mày thấy không, mắt màu cam nè, cái mỏ nè, cái mỏ như là mỏ chim các bạn, có mấy cái sừng ở trên mũi là trên đầu nữa nè, trên đầu thì nó có một cái lớp mang phồng lên giống như là đúng rồi, con rắn hổ mang các bạn. Ồ, trên mang có 2-3 cái sừng nữa các bạn, rất là ngầu luôn. Ồ, mày thấy không, trên vảy, cái vảy, cái da nó rất là dày luôn nha. Ồ, nhìn rất là sợ luôn các bạn. Rồi tiếp theo nha, tiếp theo mình sẽ đến một con khủng long màu xanh lá cây đang đứng nè, mày thấy không? Nhìn rất là dữ tợn các bạn. Mày thấy không, rất là dữ tợn luôn. Đây là bạn khủng long ăn thịt nha bạn. Đây khủng long ăn thịt nhưng mà động vật nhỏ các bạn. Cái móng vuốt mày thấy không? Móng vuốt cực kỳ dài và đáng sợ luôn. Ồ, răng cũng rất là nhiều các bạn. Quá trời nhiều răng luôn nè, các bạn thấy không? Ồ, cái đuôi dài các bạn. Chân to, đuôi dài nha các bạn thấy không? Ồ, chạy chắc ơi, bạn khủng long này chạy rất là nhanh các bạn ơi. Nhìn rất là đáng sợ luôn. Ồ, như là đây là cũng đang là chiến đấu gì các bạn ơi. Tiếp theo nha, chúng ta sẽ đến bạn khủng long thứ hai các bạn. Thứ ba nha. Ồ, đây mình thấy không? Nhìn sợ các bạn ơi, nhìn sợ chưa? Đây là bạn khủng long T-Rex nha các bạn. Bạn khủng long dinosaur T-Rex. Đây là bạn khủng long bạo chúa nha. Bạn thấy không? Chân to, đuôi dài để mà chạy nhanh, để mà khi mà nhanh rồi cái đuôi nó dài để mà giữ thăng bằng khi chạy các bạn. Tay của đặc gọi là khủng long T-Rex là cái tay nhỏ, bạn thấy không? Cái tay rất là nhỏ luôn. Nó bị teo vô để mà phát triển vô cái chi sâu, cái chân sâu các bạn. Răng nhiều nữa, bạn thấy không? Răng nhiều, mặt rất là dữ tợn luôn. Da dày đó các bạn. Các bạn thấy cái tay với cái chân nó lệch nhau dữ không? Nhìn rất là hầm hố và đáng sợ luôn. Nhiều chúng ở không các bạn ơi. Quá là đã luôn. Đây, tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho bạn con khủng long tiếp theo. Bạn thấy không? Thấy chưa? Bạn khủng long có cái mai sừng nha các bạn, khủng long mai sừng nha. Các bạn thấy không? Trên cái mai rất là nhiều tấm sừng nhọn ha, nhọn hoắt luôn. Để mà bảo vệ phòng thủ các bạn, khi mà bạn khủng long này bị tấn công thì bạn sẽ chui vô cái mai này để mà phòng thủ nha. Ồ, giống như con rùa của mình các bạn. Mọi người thấy là cái đuôi này nó có 3 cái cục tạ rất là nặng luôn và to lớn luôn các bạn. Cái này là kiểu như khi mà gặp kẻ thù á, các bạn này sẽ dùng cái đuôi để mà quất cho mấy kẻ thù để mà chạy nha các bạn, để mà phản kháng chống trả này nha. Mọi người thấy không, cái lớp giáp nè, các bạn thấy giống như bạn khủng long này có một lớp giáp bảo vệ các bạn ơi. Ồ, rất là ngầu và dữ tợn luôn nè. Ok, xin chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.